Vâng, mến chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh channel của Thiện Dubai TV. Thì mọi người thấy cái vụ án mà bé trai 18 tháng tử vong đấy, bắt tạm giam người tình của nạn nhân khám nghiệm tử thi, thì cơ quan điều tra cũng xác nhận là Ninh đã gây thương tích cho con trai của người tình. Cái vụ án này đang rất là hot ở Long An và đang được lên án rất là gay gắt. Thì mọi người thử suy nghĩ đi, hai cái vụ án bé VA ở chung cư Sài Gòn Pearl với cái vụ án này nó tương đương nhau đấy, trả thù người tình bằng cách sát hại những cái đứa bé đây. Cho nên là cái vụ án này vừa mới đây đã được xét xử và đã tuyên án tử hình rồi, và rất có thể là chúng ta chỉ chờ đón là cái vụ bé VA tử hình con dì và thằng Thái một cách sớm nhất có thể thôi. Tại vì mọi người biết cái vụ án này, cái vụ này chúng nó không có tiền, không hề hối lộ cơ quan chức năng được, cho nên là chúng nó tử hình là đúng rồi. Còn cái vụ bé VA là chúng nó có rất là nhiều tiền và có chức có quyền đấy, đây một không phải là muốn xử là xử được. Tại vì cơ quan chức năng cũng rất là khó, tại vì tất cả các người nhà trong dòng họ nhà nó đều làm trong công chức nhà nước, cũng như là đang rất là nhiều tiền, cho nên là xử không phải một điều đơn giản. Chỉ có cộng đồng chúng ta cùng nhau lên tiếng khẩn cầu Thủ tướng Chính phủ vào cuộc thì chúng ta mới có thể đòi lại công bằng cho những cái đứa trẻ được đấy, đặc biệt là cho bé VA. Thì có rất là nhiều cái lời comment phẫn nộ dành cho tại sao lại tới bây giờ lại chưa xét xử, trong khi thằng Thái con Trang ăn cơm tù béo trương thây ra lại còn hống ha hống hết, thử thách thức tất cả các người dân bên ngoài tù là chửi bới như thế nào, là nó càng ngông nghênh mọi người. Thì thật sự là bé VA mọi người, con tạ mẹ chiều đông giã biệt, đòn cha ban ác nghiệp roi gì, mẹ con đôi ngã chia ly, ngàn thu ăn giấc con đi một mình, đời con trẻ không may buông sớm, chỉ mong sau khuya sớm mẹ an, tương lai cuộc sống an nhàn, con đi yên dạ nhẹ nhàng hồn con. Rất là nhiều những cái lời thư gửi gắm tới bé đây mọi người, là nhìn theo cánh chim con bay lẻ. Tại sao phải đọc những cái này để cho mọi người nhớ về bé Vân An nhiều hơn? Tại vì mọi người biết á, bây giờ bé VA là không còn một ai có thể là tới chùa, có thể là thắp nhang cho bé được nữa. Tại vì sao? Tại vì đã được lệnh của người nhà Thái là các đàn em của nó là đã mai phục của đó. Và khi nào mà nó phát hiện có người quay phim á, là nó sẽ bắt lại và sẽ bắt xóa toàn bộ các video clip. Cho nên là một số người cũng là rất là rén và không dám đến. Tuy nhiên, và em sẽ cố gắng tìm cách để quay lại cho tất cả mọi người được xem, và cũng thay mặt tất cả mọi người thắp cho mỗi người một nén nhang để cho bé VA mau siêu thoát nha mọi người. Thật sự là mọi người rất là thương bé VA mới có thể là quan tâm và theo dõi cái vụ này tới cùng như vậy. Sau 8 tháng vừa qua thì mọi người vẫn luôn luôn ủng hộ và quan tâm. Thật sự là em rất là xúc động và rất là biết ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người làm như vậy là em sẽ không cô đơn trên con đường chống lại cái ác này. Tại vì em theo cái vụ này là đang chống lại cái ác, và rất có thể là em sẽ bị chúng sát hại, cũng như là gia đình em cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng mà em đã quẹo theo cái vụ này tới cùng rồi, và em sẽ cố gắng quyết tâm là làm cho ra nhẽ cái vụ này tới cùng. Tại vì chỉ còn một vài tháng nữa thôi, thậm chí là trong tháng 6 này chúng ta đã thành công rồi. Tội gì chúng ta không quyết tâm trong vài tháng nữa, đúng không ạ? Thì nhìn theo cánh chim con bay lẻ, đã qua bao rồi chim lẻ lạc đàn, khung trời rộng lớn mênh mang, biết dõi tìm đàn ở hướng nào đây, đời cô quạnh chim non vẫy cánh, thân yếu mềm gió lặn lùa đi, giông bão đến rồi đi vẫn vũ, gió cuồng phong bay tứ lung tung, mưa rơi nặng hạt không dừng, nhìn chim đơn lẻ lại rưng rưng buồn, hồn con trẻ có dừng chân nghỉ, trên bước đường đi chỉ mình con, dương dân côi cút tuổi hờn, giờ con rời bỏ mình con độc hành, thương con trẻ trâu săn khổ biệt, để bao người thương tiếc lệ rơi, hồn con phiêu bạt chơi vơi, đoạn đường chỉ một ám đời trẻ thơ, sông lặng lẽ gió giờ giật thối, sợ hồn tan chìm nổi không chung, con không điểm đến điểm dừng, không người nâng bước chỉ từng đoạn đi, hồn vất vưởng hơn ngày dương thế. Mẹ hay tin kinh kệ hộ con, nhờ kinh siêu hộ đồn con,
khai hồn con sáng dẫn con đúng đường. Cuộc sống vốn vô thường quá đỗi, thương kiếp người lắm nỗi bi thương. Ai gieo nên cảnh đoạn trường, để hồn lạc lõng đêm sương lặn lùng. Hồn rời xác khi đêm dần xuống, đôi bạn đàn lệ nhuống phím đây. Đàn buồn dạ khúc u hoài, âm rơi không tiếng nốt lay oán hờn. Đàn ray dứt dập dồn thương khóc, nhịp dây dưng phím nấc đoạn trường. Nốt đàn nâng gót lót đường, dâng thêm bản nhạc tỏ tường oán con. Nhạc cáo trạng roi đoàn hành hạ, đôi ác tà phải trả cho con. Đôi đàn thương khóc mỏi mòn, chứng kiến tất cả giúp con phơi bày. Đấy mọi người, đấy là những cái lời chia sẻ của tất cả những quý cô chú anh chị dành trên trang fanpage của em về công cuộc chống bạo hành chị em. Đây, rất là thương. Thật sự là mọi người biết đó, trong chỉ mong cái mái nhà no ấm của chị Hạnh, nhưng mà không thành hiện thực. Thân mẹ gầy đừng tấm xương đêm, người em được mạnh khỏe thêm, khi em khôn lớn phải nên con người. Đó là những cái lời chia sẻ. Thì cái thằng hy vọng là thằng khốn thái rúi có thể là nghe được những cái điều này, và đừng có mà vương bướng nữa, hãy chịu nhận tội và đầu hàng đi. Đừng có mà ương bướng, ý ta chạy theo chạy chức chạy quyền, là muốn làm gì thì làm. Một cái thằng cha cứ mãi buông mình theo dục vọng, có ngày tai họa sẽ đến tìm ta. Cứ theo ham muốn tình tiền quá, mãi bán linh hồn cho quỷ tha. Buông thả cuộc đời gây nên tội, mình chưa báo hiếu khổ mẹ cha. Theo mãi hư danh tìm bóng ảo, dục dâm mê muội bước xa đà. Vọng cao hoang tưởng mình là giỏi, có ngày tai họa đến tìm ta. Nhà hoang vắng không còn bóng bé, đàn nhớ ai đơn lẻ một mình. Khi xưa đàn tính tình tang, mẹ đàn con hát ngập tràn niềm vui. Đàn nằm đó như lời phân ngân khúc, ngựa đệm đàn những lúc bé ca. Đàn đây cũng biết lạ nhà, cũng nhớ người đệm nết na dịu dàng. Đó là ý nghĩa là nói về chị Hạnh mọi người. Chị Hạnh đàn hát rất là hay, là một người, phải nói là một người vợ mà bao đàn ông mong ước, là luôn chăm con này, rất là ngoan, và luôn tiết kiệm, và luôn suy nghĩ về cho gia đình. Nhưng mà gặp phải cái thằng chó thái không biết điều này, sống chung với thằng thái không khác gì sống chung với thằng súc vật. Thà sống chung với một con chó còn tốt hơn, còn sống chung cái loại súc vật như thằng thái là một kẻ sát nhân, một kẻ máu lặn, một kẻ hiếp dâm đứa bé. Đấy. Đây, nhìn con bé cực nhọc việc nhà, đàn buồn ngơ ngác vì cha, rời bỏ cả nhà tâm tính đổi thay. Phím đàn tắt nốt bay thoảng khoảng vắng, phím đàn ngân cay đắng hư không. Âm thanh trầm bổng không còn, đàn đợi mòn mỏi phủ bụi thời gian. Phím đàn lặng tình ca đắng chát, chỉ muốn nghe tiếng hát trẻ thơ. Phím như đang nhớ tình xa, nhớ lời con hát cả nhà thương nhau. Đời no đói cùng nhau rau cháo, phím đàn ngân như dạo lời thương, giờ đây mòn mỏi đêm trường. Tiếng roi tiếng khóc ai thương kiếp người, đàn u uất nghe lời cay nghiệt. Cảnh nhục hình vây xiết bé thơ, hoàng hôn đỏ đàn ngơ ngác khóc. Bé xuôi tay đàn khóc chi âm, phím đàn rơi lệ âm thầm. Đàn không nốt nhạc nốt trầm lắng sâu, chiều đông lạnh gió sầu phím lạc. Đàn buồn thương hồn lạc bơ vơ, phím buồn như nhớ quãng đơn. Phím đàn lạc nốt lặng chờ lãng quên, tình chia biệt đàn lên khúc nhớ. Nghìn trùng xa đàn vỡ phím rời, đàn buồn phòng vắng khóc đời. Tiếng đàn chia biệt ngân lời thương đau, đàn vô chi mang bao tình bé. Gắn cùng nhau tay mẹ nâng con, dìu tay từng ngón của con, bước đầu nhấn chìm đưa con vào đời. Đàn tiễn biệt bé rời dương thế, đàn nghẹn câu rơi lệ phủ tang. Từ đây đàn lặng tiếng đàn, bụt rơi kẹt phím, tiếng đàn mất thanh. Thật sự là mọi người phải lắng nghe bằng cái trái tim thì mọi người mới hiểu rõ được
những gì mà em đang nói. Tại vì sao? Tại vì nếu mà nói rõ ràng quá thì gia đình thằng Thái rất là có nhiều cái căn cứ để nó tố cáo em. Đó chính là bịa đặt, rồi bịa đặt rồi tố cáo em là nói chung là nó tìm mọi cách để tố cáo em. Tại vì nhà nó có tiền rồi mọi người, nó chỉ cần nói một tiếng thôi là em có thể là sẽ bị gặp chuyện mọi người ạ. Cho nên là phải nói nhiều cái ý ẩn hàm ý, chúng ta phải sử dụng những cái dùng từ hàm ý. Thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi tới cuối tận video. Thật sự là ngày hôm nay mọi người, khi mà phải chứng kiến cái hoàn cảnh chị Hạnh phải sống chui sống lủi trước cái sự truy sát, cái sự truy lùng của nhà ông nội, thật sự là rất là thương. Và em sẽ cố gắng sắp xếp một cái chuyến đi xuống Vũng Tàu để có thể là gặp chị Hạnh để tâm sự một đôi điều về bé VA. Thì mong chị sẽ vượt qua cái cơn đau khổ này. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe nha. Mọi người hãy chờ đón cái video tiếp theo. Và dự tới vài ngày nữa là em sẽ xuống Vũng Tàu. Thì mong mọi người hãy đón chờ xem nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.